Dạ vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuyết Tuyết USA Cuộc Sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali. Các bạn có nhớ rằng vừa qua Tuyết đã chia sẻ với quý vị và các bạn ba trường hợp bị lừa một số tiền rất là lớn, một cô gái 275.000 đô tương đương với 7-8 tỷ tiền Việt Nam trong vòng nửa tháng, một ông chú với mối tình của năm cô gái, mối tình giả mạo của năm cô gái đã bị năm cô gái dắt mũi và đã cũng nộp hết 28.000 đô la cho hệ thống bán hàng order giả bộ này rồi, và thêm một bà mẹ đơn thân ở Mỹ với ba đứa con và căn nhà trị giá khoảng 400.000 đô la Mỹ thì cũng đã cầm cái giấy tờ của căn nhà đó đi vô ngân hàng và chuẩn bị lấy ra 100.000 đô tiền vay là khoảng 2 tỷ rưỡi để nộp vô cái hệ thống order hàng giả bộ này. Nhưng mà may mắn xem được vài clip trước của Tuyết nên đã cứu cô ấy thoát khỏi cái cảnh mà vay tiền ngân hàng và cầm căn nhà đó. Hôm nay Tuyết chia sẻ với quý vị và các bạn lại thêm một câu chuyện bị lừa của một vị đại gia ở bên Mỹ chuẩn bị về hưu, nhưng mà chẳng may lại sập bẫy của một cô gái chân dài mang cái nick giả là một cô gái chân dài. Đây nè quý vị và các bạn, nó mượn hình của cô gái này nè, nó đi lừa anh đại gia ngành nail và đại gia chứng khoán, và với một cái hứa hẹn là nhà của cô này có rất là giàu ở bên Mỹ, và ba cô này buôn bán bất động sản ở bên Mỹ, và ba cô này có căn nhà cho thuê ở bên Mỹ, và kế hoạch tương lai là nếu như mà em và anh lấy nhau thì chúng ta sẽ được ba cho chúng ta căn nhà triệu đô đang cho thuê, căn nhà 1 triệu rưỡi đô ở thành phố San Jose phía Bắc Cali, nơi mà Tuyết đang sống luôn. Và đặc biệt chân dài của anh này còn cho anh này cả số điện thoại ba, số điện thoại má, rồi số điện thoại nhà cô dì chú bác, rồi số điện thoại của bạn này luôn. Rồi nhưng mà mấy số đó gọi không được mấy bạn. Và cho cả địa chỉ tiệm nail, gọi vô tiệm nail nói không có ai tên đó hết. Rồi cho cái card visit của nail luôn, card visit của cái name card của tiệm nail đó đó, nhưng mà gọi tới thì không có ai nói, không có ai tên đó hết trơn á các bạn. Ok các bạn, hôm nay Tuyết sẽ cho các bạn nhìn thấy như thế nào để phân biệt như thế nào là một trang web giả và một trang web thật. Cái này mình chỉ nói bằng mắt thường trước tiên thôi nha. Đây là một cái trang web giả, nó có cái tên là matchshop.com. Và đây là cái trang web mà anh ta đã bị lừa nha các bạn, và rất là nhiều người khác bị lừa nữa. Các bạn nhớ cái tên cho mình ha, matchshop.com. Bây giờ mình sẽ đi ra Google mình tìm cái chữ matchshop.com này. Ok, mình sẽ mở Google lên và mình sẽ search cái chữ matchshop.com là nó ra cái trang web này. Nhưng mà các bạn lưu ý, đây là matchshop.com là cái trang mà người ta cho mình. Và đây là mới đúng là cái trang chính thức của người ta. Đây là trang bán hàng quần áo thiết kế, thời trang thiết kế nổi tiếng của quốc tế, bán rất là nhiều nước. Và nó có cái tên là, các bạn nhìn thấy có cái logo của người ta không? Và trang của người ta là matchfashion.com. Mình sẽ đi vô thẳng. Và cái matchfashion.com này nó có cả Instagram luôn. Rồi mình sẽ đi vô cái này, cái trang web. Đây là trang web thật của người ta nha các bạn, Matches. Và họ bán thời trang thiết kế nè. Các bạn nhìn thấy bố cục của một trang web không? Nó rất là đầy đủ nè. Home nè, design nè, quần áo, túi xách này kia kia nọ. Và ở trên đây nó có cả cái app ở trên điện thoại iPhone. Mình có thể tải cái app này về và mình mua hàng trên cái app này. Mình không sợ bị lầm, mình không sợ bị lừa nha các bạn. Đây là trang web thật của người ta. Đó. Họ bán hàng quốc tế và một cái túi này nó có giá là 224 euro. Và nó đang được giảm 60% rồi. Nếu mà nó chưa giảm nó tới 560 đô lận, 560 đô mà giảm rồi còn 224 euro thôi. Và cái túi này cũng vậy,
Đây là trang bán hàng có thật nha cả nhà. Và bây giờ mình quay ra cái trang giả. Và các bạn nhớ là cái trang bán hàng có thật của nó là có chữ fashion.com. Và một cái trang web thật á, các bạn nhìn thấy ở dưới cùng của nó là nó có những cái logo. Mình có thể đi đăng nhập click vô những cái logo này và mình đi thẳng đến cái trang Instagram của nó, Facebook của nó, TikTok của nó và YouTube của nó luôn. Và đây là cái trang web giả là shop.com. Nó cũng có matched luôn nhưng mà thêm chữ shop, chữ .com vô và cái logo của nó nè. Cái này không phải là logo. Cái này chỉ là cái hình tự nhiên của cái điện thoại, của cái app thôi, của cái thằng Google nó add vô thôi. Logo mình phải trả tiền mình mua nha các bạn. Đây là cái trang giả nha, mình click vô cái trang giả nè. Không thể nào mà một trang web mua hàng mà mới vô chưa có mua gì hết, chưa có coi được món hàng, chưa có tham khảo được sản phẩm của nó mà nó báo đắt mình đăng nhập vô là các bạn. Và không thể nào một trang web bán hàng quốc tế mà nó để sẵn cái mã Việt Nam ở đây cho các bạn được hết. Mã 84 là mã điện thoại của Việt Nam nè. Đây. Cái trang hồi nãy anh đó cho mình đó và anh đó đã bị lừa trong cái trang này nha các bạn. Mấy cái hình này nó lấy ở trên mạng hết á. Nó copy, nó ăn cắp hình của người ta hết á. Không có bao nhiêu sản phẩm ở trong đây hết á. Nè. Các bạn nhìn thấy không? Không thể nào mà một sản phẩm, một cái trang web mà viết của người ta mà viết chữ đầu không được viết hoa nữa. Nó copy, nó thải vô, nó không thèm viết hoa chữ đầu của người ta nữa nè. Và mấy cái hình này mình click vô mình mua đâu, click vô mình coi đâu được đâu các bạn. Thường thường cái trang web chính thức người ta, các bạn mua hàng các bạn biết đó, mình click vô nó có thông tin về nguồn gốc xuất xứ và giá trị này kia, rồi có một order này kia nữa. Nè. Đây là trang web này đâu phải là trang web bán hàng đâu. Và đây là nó ăn cắp cái logo của người ta về đây nó dán luôn nè. Mà nó không ăn cắp được ở ngoài, nó ăn cắp được ở trong này thôi. Đây là hình thức chơi lừa của tụi nó. Các bạn giả bộ mua hàng. Mình giải thích thêm cái việc order giả bộ này có nghĩa là họ thuê mình nộp tiền vô đó để giả bộ mua hàng. Mỗi một lần giả bộ mua như vậy á, thì cái lượt view mà cái số người mua nó sẽ tăng lên. Mình làm tăng cái lượng mua của sản phẩm đó lên để cho những người khách hàng thật á, người ta vô người ta thấy ồ cái sản phẩm này quá cho người mua nè, nên người ta sẽ không có phải phân vân, không phải suy nghĩ gì hết. Cái chiêu của nó là nó kêu mình giả bộ mua, vô đây giả bộ mua những cái món hàng, mua giả bộ. Nhưng mà phải nộp tiền thiệt vô và mỗi lần mua giả bộ như vậy thì nó cho mình nè. Nếu mà bạn nộp 200 đô vô thì bạn được 30 lần mua giả bộ và mỗi một cái lần á nó trả cho bạn 0.2%. Và level thứ 2 là 1.000 đô, level thứ 3 5.000 đô, level 4 là 10.000 đô. Level 5 là 30.000 đô, level 6 là nhiều nhất là 5.000 đô. Và các bạn muốn chơi cái level nào thì các bạn đăng nhập cái số phone vô trong đây. Bây giờ nó không cho mình thoát ra luôn các bạn. Bởi vậy web giả, web ảo, web ăn cắp nó vậy đó. Nó đâu có đủ chuyên môn để mà nó thiết kế một cái web chuẩn đâu. Và mình một hồi mình thoát ra không được, mình phải xóa nó hết, mình đăng nhập vô trở lại các bạn. Nè, ở dưới đây thì nó có những cái mục đơn giản như thế này đó, trang web thiết kế đơn giản vậy đó. Không có cái trang web bán hàng thiết kế nào mà có một cái lời chào đơn giản như thế này nữa các bạn. Chỉ một câu duy nhất là nó được viết năm hồi tháng 10 năm 2023 nè. Có nghĩa là cái trang web này chắc nó cũng tạo tương đương với một tháng 10 năm 2023 luôn á. Trang web bán hàng quốc tế mà nói một câu đơn giản thôi, chào mừng các bạn đã đến với cái trang web này. Nếu như mà cần sự giúp đỡ thì hãy liên hệ với Customer Service. Và ở trong đây nó chỉ có một cái vài mục đơn giản thôi. Mình nhìn mấy cái chữ này nè. Viết không chấm, không phẩy, không hoa, không đầu, không đuôi vậy đó. Mà cũng nhào vô đóng tiền cho nó nữa. Hôm nay Tuyết cũng cảnh báo với tất cả quý vị rằng trên group cộng đồng người Việt tại Mỹ thì Tuyết cũng đã thấy rất là nhiều bài viết họ núp danh, họ mượn hình của một người đàn ông đẹp trai
hoặc mượn hình của một cô gái rất xinh đẹp. Họ nói rằng họ độc thân, họ muốn tìm một mối quan hệ thật sự yêu đương để đi đến hôn nhân. Thì các bạn phải cẩn thận với những bài viết đó. Mà bạn tìm một mối quan hệ thật sự với những bài viết đó thì bạn sẽ cẩn thận một tí, có nghĩa là bạn vẫn có thể kết nối với những người đó, nhưng mà khi nói chuyện thì tốt nhất là bạn phải gọi FaceTime và nhìn thấy mặt người đó để tăng cái độ tin tưởng hơn, rồi bạn mới dành thời gian thêm cho họ. Nếu mà họ từ chối gọi FaceTime với bất kỳ hình thức nào và từ chối gọi FaceTime lâu dài thì có nghĩa là có một cái ẩn ý là họ tiếp cận với bạn, họ để lừa bạn thôi, chứ không có mối quan hệ yêu đương nào mà từ chối cho thấy mặt hết các bạn. Và cũng giống như cái chiêu bài trước mà những khán giả của kênh Tuyết bị lừa, các bạn giống y chang chiêu bài giống nhau luôn, là nó cũng tiếp cận người này qua tin nhắn Messenger ở bên Facebook, rồi sau đó là giả bộ làm quen, xong rồi hứa hẹn yêu đương, rồi hứa hẹn là xây tổ ấm với căn nhà thừa kế 1,5 triệu đô, gần 2 triệu đô là cũng hết 50-60 tỷ rồi các bạn. Rồi sau đó nó nói là nó đang có một công việc làm thứ hai với thu nhập rất là ổn định, nhưng mà nó chưa có kêu anh này làm đâu. Nó kêu anh này đi vô rút tiền giùm cho nó, tại vì nó đang bận quá, nó không có thời gian. Thì nó cho anh này cái account trong cái trang web đó và nó kêu anh này vô rút tiền ra, chọn chọn lít giùm cho anh ấy 10.000 đô. Lít giùm cho cô ấy 10.000 đô ra cái tài khoản ngân hàng của cô ấy. Và sau khi làm đúng như cô ấy nhờ và anh này cũng đã rút ra 10.000 đô dùm cho cô ấy vô cái tài khoản ngân hàng của cô ấy. 10.000 đô bằng tiền thật đã về trong ngân hàng của cô này. Và cô ấy đã chụp cái phiếu nhận tiền đúng 10.000 đô đó cho anh này coi. Thì đó mới xảy ra một câu chuyện đáng tin, đúng không mọi người? Và con mồi lúc này nó đã cắn câu rồi. Tại sao ảnh nghĩ, tại sao là ảnh chơi chứng khoán, rồi ảnh đi làm neo, làm chủ neo, chơi chứng khoán đại gia neo một thời mà cũng thu nhập không có bằng cô này nữa, nên ảnh mới tìm hiểu về cái công việc này và được cô này hướng dẫn bằng cái trang web đó. Và nó kêu anh này tạo cái account và nộp tiền trong đó chơi. Và anh này cũng là dân làm ăn mà các bạn, nên anh cũng rất là cẩn thận và anh chơi thử có 200 đô thôi, coi như là một trò chơi thôi. Và cái level đầu tiên của anh là 200 đô là level này nè các bạn. Thì anh nộp 200 đô vô, nó cho anh 30 lần order mua đồ giả bộ. Và mỗi một lần order giả bộ nó cho 0.2%. Và anh cũng được mấy chục đô tiền quê hồng. Và nó cũng cho anh rút tiền quê hồng ra luôn. Thế là con mồi nó cắn thêm cái lưỡi câu sâu vô một chút xíu nữa rồi các bạn. Và rồi rút được tiền rồi, anh nghĩ là làm ăn có lời thiệt, trang web này có thật, thì bỏ thời gian ra như vậy. Nhưng mà mình sẽ đầu tư nhiều hơn chút xíu để mình lấy thêm tiền, để không phí thời gian của mình. Thế là anh bỏ thêm 1.000 đô vô nữa, là anh chơi cái level nhỏ nhỏ số 2 thôi. Và cái level 1.000 đô này thì anh order được 50 món hàng mỗi ngày, giả bộ mua hàng để lấy tiền quê hồng nha mọi người. Và mỗi một cái món hàng thì nó trả cho anh này 0.3%. Và mỗi ngày anh ấy cũng kiếm được 100 mấy, gần 200 đô các bạn. Nghĩ rằng cuộc sống bình yên về hưu dưỡng già, mỗi ngày 100 mấy, 200 đô cũng ổn rồi, phải không mọi người? Và sau khi suy nghĩ, một ngày kiếm được 150 mấy đô rồi, anh ấy mới chơi thêm cái level số 4 là 10.000 đô. Và anh ấy đã tự nguyện bỏ thêm 9.000 đô vô nữa để cho đủ 10.000 đô, để được cái level là gần như là maximum rồi các bạn. Để được cái level cao, và cái level này nó cho ảnh order giả bộ mua đồ 100 món mỗi ngày. Và được mỗi một cái món nó thả cho anh này 0.5% tiền quê hồng, và đã có 10.000 đô trong đó. Và theo như những clip trước thì bây giờ nó tới cảnh gì mọi người? Cảnh này giống nhau hết à. Và cảnh này nó rủ anh này chơi cái chương trình tình nhân, là cái chương trình ghép đôi với nhau. Hai người connect với nhau, ghép với nhau thì sẽ được quê hồng rất là cao. Và khi mà connect với nhau thì nó mới đẻ ra cái câu chuyện mà 275.000 đô của cô gái kia, khoảng 7-8 tỷ đó các bạn. Nhưng mà anh này anh cũng rất là khôn. Anh nói tôi đâu có biết mặt cô gì đâu, cho phone, gọi không bắt máy, gọi chỉ gọi Messenger thôi, chưa bao giờ gọi FaceTime nhìn thấy mặt hết. Đâu có biết cái gì đâu mà làm chương trình tình nhân làm gì. Thôi bây giờ cứ làm như thế này coi xem như thế nào.
Và sau khi Trương từ chối cái chương trình tình nhân á, thì nó bắt đầu nó chuyển sang một cái cảnh khác. Có nghĩa là cái cảnh này nhân vật nó đã không tham gia vai diễn, thì nó chiếu sang một cái cảnh khác. Nó đóng màn hình lại, nó chiếu sang một cái cảnh khác cũng rất là quen thuộc. Nó nhả một phần thưởng xuống cho ảnh, mấy chục ngàn đô, 32 ngàn đô. Nó nói rằng anh rất là may mắn anh mới được cái phần thưởng này. Và khi nó nhả cái phần thưởng ba mươi mấy ngàn đô đó, và nó kêu anh này nộp tiền vô mới được mua hàng tiếp và mới tham gia tiếp, thì anh này ảnh mới chợt nhớ lại và ảnh chợt nhận ra rằng có cái gì đó không ổn ở trong cái việc mua bán và trong cái việc order giả bộ và lấy quê hồng này. Nên và vô tình cùng cái lúc này, cùng cái lúc mà ảnh xem clip của Tuyết, là thế như là một lần xác nhận và được thêm một người khác xác nhận nữa, thì lúc đó thì ảnh mới thật sự tỉnh ngộ ra, ảnh phát hiện ra rằng ảnh đã bị lừa gần 11.000 đô. Và cũng cùng cái thời điểm này thì con nhỏ đó nó gợi ý với anh này á, là nó sẽ hỗ trợ cho anh này một nửa là 16-17.000 đô, còn một nửa là 16-17.000 đô đó anh này chỉ cần bỏ một nửa vô thôi. Cũng là cảnh cũ phải không mọi người? Nó kêu bỏ 30.000 đô vô không được thì con nhỏ này nó sẽ hét anh này, và trong tất cả những nhân vật khác trong clip đã bị lừa cũng lại cái cảnh này luôn, giống y như Trang luôn, nhưng mà cái người nó khác. Nhiều khi cái người nó giống nhau nữa các bạn, nhưng mà cái số tiền nó khác, nhưng mà cái trang web nó khác. Hôm nay mình đã phát hiện được 5, 6, 7, 8, 9 trang web giả mạo nha các bạn. Mua hàng quốc tế, copy của trang web mua hàng quốc tế nổi tiếng về, gắn cái mác lừa lừa trong đó để đi lừa mọi người. Lấy tiền quá đơn giản. Và mọi người tại sao lại không tỉnh ngộ ngay chỗ đó vậy trời? Và các bạn biết không, cái người mà đi lừa này á, ảnh nói rằng ảnh cũng là một người từng trải trên thương trường 40-50 năm ở bên Mỹ. Ảnh là một người từng trải, từng nếm mật nằm gai, từng gian truân vất vả, từng làm rất vất vả rất là nhiều công việc, và đầu gần như là đầu có sạn luôn rồi các bạn. Nhưng mà ảnh nói cái người này á, người ta dẫn dắt và người ta lùa mình đi vô một cái bố cục câu chuyện rất là ngoạn mục nha. Ai mà yếu tim, ai mà không vững lý trí là sẽ bị lôi kéo. Và anh may mắn là anh đã chợt tỉnh giấc và anh phát hiện ra là cũng còn khá sớm phải không mọi người. Và có một cái phiếu gần 9.000 đô là anh chuyển tiền qua chương trình Remitly cho một người nhận ở Việt Nam, và cái người đó có số phone luôn, nhưng mà anh bắt phone, anh gọi cho người đó không bắt máy. Gọi vẫn ren bình thường nhưng mà không bắt máy. Và trong tất cả câu chuyện thì tiền vẫn chuyển cho một người khác, chứ không phải là cái người trực tiếp gọi cho bạn và người trực tiếp nhắn cho bạn. Và bên Việt Nam nó có cái dịch vụ là cho thuê số tài khoản ngân hàng và cho thuê chứng minh nhân dân để nhận tiền hộ nữa nha các bạn. Và nó cho cả số phone ông bà cha mẹ ba má buôn bán đất động sản, rồi nó cho cả số phone tiệm nail nó đang làm, rồi nó cho cả cái số nhà của người dì của nó ở San Jose, nơi mà Tiếp đang sống luôn. Nhưng mà cái số nhà đó nó không có cái zip code mọi người. Cái zip code là cái mã kiểu như mã làng quê của cái khu đó đó các bạn, nó không biết. Nó không có cái zip code, nó cho cái địa chỉ nhà, nhưng mà ảnh sợ có trên Google Maps á, thì nó ra nó là địa chỉ của một cái mall, một cái khu thương mại. Nó lấy ở trên mạng, nó thải cho anh đó. Chứng tỏ là nó không có sống ở Mỹ đúng không mọi người? Và sau khi phát hiện rằng mình đang bị lừa mười mấy ngàn đô và tiền nằm ở trong đó và thử không rút ra được các bạn. Tại vì tài khoản nó lóc lại là nó đang trả thưởng, nó lóc lại rồi, anh đâu cho mình rút ra đâu mọi người. Anh tức điên lên, anh chửi. Ảnh chửi con nhỏ này, ảnh nói là tôi mong rằng cha mẹ của cô rất là hãnh diện vì những việc làm lừa đảo, dối trá và đạo đức giả của cô. Cuộc sống của cô đã dẫm đạp lên, đã ăn nuốt trọn những cái đồng tiền xương máu và mồ hôi nước mắt của đồng bào. Tối cô nằm đêm, cô hãy suy nghĩ lại về những cái việc làm của mình. Tôi tin chắc rằng cuộc đời của cô sẽ bị quả báo
Ok các bạn, đó là câu chuyện sự thật về một nạn nhân vừa bị lừa vừa chia sẻ với Tuyết, và anh mong rằng câu chuyện này cũng sẽ giúp mọi người tỉnh ngộ ra. Và Tuyết cũng một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là Việt Kiều đang sinh sống ở nước ngoài. Họ có cái tấm lòng rất là bao dung, nhưng mà ngược lại họ đang rất là dễ tin người một cách vô tội vạ. Tuyết mong quý vị và các bạn hãy ngưng chuyển tiền với mọi hình thức cho bất kỳ một mối quan hệ yêu đương nào mà chưa bao giờ biết mặt. Và đó là một cái bài học cảnh tỉnh. Tuyết biết rằng hiện tại bây giờ là có khoảng vài ngàn người và vài chục ngàn người đã bị như cái vết xe đổ của anh này, chứ không có riêng gì một vài trường hợp vừa qua Tuyết đã chia sẻ với quý vị và các bạn. Chỉ mong rằng chúng ta cảnh giác bọn xấu, kẻ lừa đang ở quanh chúng ta. Tại sao chàng trai của cô gái hôm trước bị lừa mà bỏ cả căn nhà vô trong ngân hàng? Nó biết cô này một năm hai năm nay không có đi đúng cái ngôi chùa đó, và tên cái ngôi chùa đó là đúng luôn các bạn. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Tuyết. Mình là Tuyết Tuyết, USA cuộc sống Mỹ, nơi Tuyết sống là thành phố San Jose phía Bắc Cali. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở rất nhiều clip tiếp theo.